mưa gió không phải đi quần đoàn cho con chó nữa chứ. Dẫn nó đi đi ké xong nó ké thêm hai miếng khô nữa. Trời trời, mua cho chó xong giờ phải tốn nó hai miếng khô, cái mình ké thêm hai miếng khô chứ sao, bốn miếng khô, hai trứng vịt lộn, quá hao rồi. Tải năng mà còn bị nó xài xế nữa. Đó là sự thật. Như chung nó tổng giọng lắm. Nè ta, dưới thời gian vô đại chứ dịch lột trong đêm. Vô tình lại tốn kém. Có bữa ăn con bim không mà mày ké vô giờ lại chừng này năm phải tiếp nè. Trời, trời chó ăn có nhiêu đây tốn 70 ngàn, đau khổ thì chứ, gán ăn cho hết nha. 70 ngàn của tao đó. 2 chiếc 70 ngàn tặng 4 sau. Giỏi quá ta ơi, bữa nay ăn xuất sắc luôn.